với Mimin Tarot. Đây là những trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và ngày hôm nay thì mình đem đến một chủ đề, đó là điều bất ngờ nào đang đến trong tháng 7. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay. 1, 2, 3. Đây là cái tắc tay. Đây là cái toner. Và đây là cái dây buộc tóc. Cái này đều là của bạn mình hết, không có thứ gì là của mình cả. 1, 2, 3. Ok, và chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Xin chào các bạn, chọn tụ bài đầu tiên. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn sẽ thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi là điều bất ngờ nào sẽ đến trong tháng 7, thì mình thấy rằng là nó có thể sẽ liên quan đến thật ra là có thể liên quan đến chuyện tình cảm hoặc là công việc nhé. Nhưng mà với tụ bài này thì mình thấy cảm thấy là nó có thể liên quan đến chuyện tình cảm nhiều. Có thể là thời điểm vừa qua bạn đã quyết định rời khỏi cuộc sống của một ai đó, rời khỏi một cái mối quan hệ nào đó. Và cũng có thể là ngược lại nhé, một ai đó đã quyết định rời khỏi cuộc sống của bạn. Mình sẽ nói theo hướng là bạn là cái người quyết định rời khỏi một cái tình yêu nào đó nha. Mình thấy rằng là nếu như cái thời điểm hiện tại các bạn còn đang dây dưa với nhau, còn đang khó khăn với nhau, còn đang kiểu cãi vã hay là chiến tranh lạnh với nhau, chưa ra đưa ra được một cái quyết định là tiếp tục hay kết thúc, thì mình thấy rằng là tháng 7 này các bạn sẽ đưa ra một cái quyết định, đó là kết thúc cái mối quan hệ này. Với những ai mà có thể các bạn đã chia tay rồi nhưng mà vẫn còn liên lạc với nhau, thì mình thấy trong tháng 7 này các bạn sẽ quyết định ngắt kết nối với nhau. Và giống như là các bạn sẽ để cho cái tình yêu này trở thành một cái tình yêu cũ, tình yêu thuộc về với quá khứ. Thật ra không phải các bạn, mình thấy là các bạn chia tay không phải bởi vì các bạn hết yêu đâu. Các bạn vẫn còn yêu nhau nhưng vì một cái lý do gì đó, có thể khi mà hai người ở bên cạnh nhau á, có quá là nhiều cái sự căng thẳng, có quá là nhiều sóng gió. Chính vì vậy nó buộc một ai đó phải đưa ra một cái quyết định, đấy là rời khỏi cái mối quan hệ này. Các bạn có là Thinking of You ở đây và lá bài Shake It Hurt Hurt ở đây, thì nó nói về cái việc đấy là người mà bạn nghĩ về họ cũng nghĩ về bạn. Tức là cho dù hai người kết thúc với nhau, chia tay nhau, nhưng mà hai người vẫn luôn nghĩ về nhau và không thể phủ nhận được cái tình yêu này, cái đam mê mà hai người dành cho nhau. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là một ai đó đã quyết tâm rời khỏi mối quan hệ này rồi. Các bạn có hai lần là 8 ly lận. Và mình thấy là có thể là phía bạn sẽ quyết định chuyển hướng cái mối quan tâm của các bạn từ tình yêu sang một cái vấn đề khác. Các bạn cảm thấy rằng là mình xứng đáng với những cái thứ bình yên hơn, tốt đẹp hơn. Và giống như là các bạn đang sẽ dần dần lấy lại được cân bằng trong tháng 7 này, và giống như là tiến lên phía trước. Các bạn sẽ, khi mình cảm thấy là bạn, khi mà bạn kết thúc cái mối quan hệ này, bạn sẽ đau nhưng mà bạn sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhõm, cảm thấy rất là thoải mái. Bởi vì dường như là các bạn mới được trở lại sống chính là bản thân của các bạn. Và mình thấy rằng là hai người á là một cái duyên nợ. Có thể đối với một số trường hợp đây là một cái tình yêu lâu năm rồi. Có thể các bạn, với một số bạn, có thể các bạn đã có cam kết với nhau như là gia đình, hoặc là yêu nhau lâu đã tính đến chuyện kết hôn, vân vân. Thì thật ra cái người này là soulmate của các bạn. Tuy nhiên mình thấy rằng là trong cái mối quan hệ này có một ai đó không thành thật. Có thể họ không thành thật với cảm xúc, không thành thật với đối phương, hoặc là không chịu thể hiện bản thân ra, không chịu thể hiện cái quan điểm ra. Chính vì vậy mà nó có quá là nhiều ẩn khúc. Thế nhưng mà tình yêu thì nó vẫn luôn ở đó. Và mình thấy rằng là cái tình cảm ấy, tình yêu thì không bao giờ là phí phạm mà. Nó sẽ dạy bạn những cái bài học, cái quan trọng mà các bạn phải học được. Và học được cái bài học đó và tha thứ. Họ giúp bạn trưởng thành hơn. Mình thấy rằng ấy, mình cảm nhận được rằng là các bạn yêu họ rất là nhiều, nhưng mà giống như là không thể tiếp tục được nữa rồi. Và các bạn quyết định kết thúc. Và khi mà kết thúc ấy, mình thấy là nó khá là nhanh chóng. Các bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được cái sự cân bằng cho bản thân mình, đặc biệt là trong tháng 7 này. Và các bạn cần phải biết rằng là tất cả mọi thứ xảy ra ấy, là để phục vụ cho cuộc hành trình của bạn. Do chính bạn. Giống như cái người này họ đang chỉ vào chính bạn ấy. Và mình thấy rằng là the one của các bạn, true love của các bạn là một người khác chứ không phải là cái người này. Chính vì vậy nếu như còn đang lăn tăn hay còn đang dây dưa với nhau và khi mà ở bên cạnh nhau không còn đem lại cho nhau cái sự bình yên ấy, thì bạn nên giải phóng cái người này đi để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên.
Sau này nếu như hai người thuộc về nhau á thì nhất định hai người sẽ gặp lại nhau, nhưng mình cảm nhận được rằng là đây là một tình yêu đẹp, nhưng mà nó sẽ chương trình sẽ đến đây là kết thúc thôi, chứ nó sẽ không thể tiếp tục được. Mình thấy rằng là phía trước đang chờ bạn á là rất là nhiều những cái cơ hội mới. Mình thấy là sau khi người này ra khỏi cuộc sống của các bạn ấy, sẽ có rất là nhiều người muốn tiến đến với cuộc sống của các bạn mà thôi. Nhưng mà mình thấy là thời điểm hiện tại bạn muốn tập trung cho bản thân của các bạn nhiều hơn. Và mình thấy là thời điểm tháng 7 này các bạn sẽ đưa ra một cái quyết định cho bản thân, cho mối quan hệ này, và tập trung vào cái hành trình của bản thân các bạn hơn. Ok, mình sẽ rút thêm nhé. Rút từ bộ này đi. Thật ra hai người vẫn còn những tình cảm cho nhau, vẫn còn những đam mê cho nhau, và mình thấy là cái kết nối này nó cũng mang tính chất rất là tâm linh. Có thể là với một số bạn khác thì có thể là các bạn đã ngắt kết nối rồi. Mình thấy rằng là bất kỳ ai, bất kỳ trường hợp nào mà có thể là các bạn đã kết thúc trước đó với nhau rồi, thì tháng 7 này sẽ là cái lúc mà các bạn lấy lại được cho mình cái sự cân bằng, hiểu ra được bài học, chuyển hướng cái năng lượng của mình ra những cái chỗ mà nó thích hợp hơn. Và cái việc mà bạn đến với họ, gặp họ, tương tác với họ rồi chia tay với họ ấy, nó mang tính chất định mệnh, và mùa đông của bạn rồi sẽ kết thúc thôi. Bạn sẽ lại tái sinh, bạn sẽ lại hồi sinh, và sẽ lại có những cái kết quả mới lạc quan hơn. Mình thấy là đầu ăn của bạn là một người khác, họ đang trên đường tới với các bạn, và mình thấy cái năng lượng trong cái tháng 7 này của các bạn ấy, nó là cái sự hăng hái tiến lên phía trước. Bạn hiểu ra được bài học rằng là tình yêu vẫn luôn ở đó, bạn vẫn luôn trân trọng họ và họ cũng vậy. Nhưng mà thời điểm hiện tại hai người không thể đi cùng nhau nữa. Và bạn chấp nhận được điều đó. Mùa đông của bạn sẽ kết thúc mà thôi, và hãy làm sạch bản thân, hãy để cho cái gì đấy nó thuộc về quá khứ, trở về quá khứ đi. Nắm bắt được cái bài học và tha thứ. Đó là số 1, chúng ta đến với số 2. Xin các bạn chọn tụ bài số 2, đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với tụ bài số 2 mà hỏi là điều bất ngờ nào đang đến trong tháng 7, thì mình thấy ở đây có xuất hiện một người nam này. Họ có thể là một young male, một người trẻ tuổi, trông bảnh bao, soái ca, đầy sức hút. Đây, hình ảnh một người đàn ông 6 mũi. Trông rất là quyến rũ đúng không? Mình thấy rằng là trong cái tháng 7 này, cái điều bất ngờ đến với bạn ấy, nó sẽ là một cái điều gì đấy rất là hạnh phúc, vui vẻ, có thể là những món quà. Mình thấy là về mặt cảm xúc của các bạn ấy, nó rất là tốt, nó rất là hạnh phúc, viên mãn. Có thể nó liên quan đến một cái tin tức, một cái tin nhắn, một cái điều gì đó liên quan đến một người đàn ông. Có thể ở đây bạn sẽ kết nối với một ai đó, hoặc nếu như thời điểm hiện tại bạn kết nối rồi, có thể bạn sẽ nhận được một lời tỏ tình từ cái người này. Nhưng mình thấy là không phải là gặp mặt nhau mà tỏ tình đâu, có thể họ sẽ nhắn tin thông qua những cái thư từ, tin nhắn gì đấy để tỏ tình với các bạn. Thì mình thấy là có thể bạn gặp cái người này ở trong công việc. Mình thấy thời điểm hiện tại á, bạn có rất là nhiều sức hút, có rất là nhiều sức hút, rồi là rất là hiểu bản thân của các bạn. Các bạn biết rằng là bản thân mình làm chủ cuộc sống của bạn. Và trong tháng 7 này mình thấy là bạn, có thể là bạn bạn đã thời điểm trước ấy, các bạn đã tìm thấy cho mình được cái sự bình yên rồi. Các bạn tận hưởng cuộc sống từng giây từng phút, các bạn giải quyết vấn đề với bản thân của các bạn. Và đến thời điểm hiện tại nó nói về cái việc đấy là you are ready, bạn đã sẵn sàng rồi, hãy chuẩn bị cho một cái sự bứt phá, một cái sự phá vỡ vòng lặp đi. Và cái người này đến chính là để hỏi bạn xem là bạn có muốn bước ra ngoài khỏi vùng an toàn hay không, và đến với họ hay không. Mình thấy có thể các bạn đến với nhau thông qua sự giới thiệu này, thông qua công việc này. Và đây là lúc giống như là các bạn cần phải nắm bắt thời cơ để phá vỡ cái vòng lặp cũ của bản thân các bạn ấy. Đúng là chúng ta sẽ không đi theo những cái lối mòn cũ nữa, bởi vì thời điểm hiện tại mình thấy là bạn có sự bình yên, có sự cân bằng rồi, bạn đã sẵn sàng rồi, và cho nên hãy cứ để cho mọi thứ được thuận theo tự nhiên. Giống như cái lá bài thác nước ở đây, nó nói về cái việc đấy là hãy cứ để cho những cái sự kiện hay là những cái thứ nó đến với cuộc sống các bạn ấy, nó sẽ đưa bạn trôi ra khỏi cái vùng an toàn. Và mình thấy rằng là xung quanh bạn thời điểm hiện tại là tình yêu, người này cũng dành cho bạn một cái tình cảm mà mình thấy rằng là nó cũng rất là dạt dào, rất là dâng trào.
Rất là rạp rào, rất là dâng trào. Và nói chung là bạn có tình yêu với cuộc sống, bạn có tình yêu với mọi thứ xung quanh, và mọi thứ xung quanh cũng yêu bạn, giống như kiểu như là tôi yêu đời và đời cũng yêu tôi ấy. Ok, mình lao xuống. Và mình thấy rằng là bạn không nên trốn tránh cái việc đối diện với cái người này hay đối diện với cái sự thật này, bởi vì mình thấy là nó sẽ đem đến cho bạn cái sự vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên đừng vì những cái nỗi sợ cũ hay là bất kỳ cái điều gì ấy, nó khiến các bạn chần chừ. Và cái người này có thể khi mà họ tới, họ cũng khơi dậy trong bạn những cái nỗi sợ, như là sợ bước ra khỏi vùng an toàn này, sợ ngã một lần nữa này, sợ tổn thương này. Thế nhưng mà lá bài này nó nói về cái việc đấy là hãy can đảm đối mặt với sự thật, để chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta đang đau ở đâu, chúng ta đau như thế nào, và để chúng ta chữa lành và giải quyết nó, thay vì chúng ta trốn tránh cứ ở mãi trong vỏ bọc an toàn của bản thân, đúng không? Và cái người này họ mang theo một trái tim, know your heart, một cái trái tim rất là chung thủy, trung thành dành cho các bạn. Về cơ bản thì tụ này lại bung rồi, tụ này lại bung lụa rồi. Khi mình sẽ rút trong bộ này. Các bạn có keep an open mind, giống như là hãy mở cửa cái cánh cửa tâm trí. Có thể là soulmate của các bạn hoặc là cái người này họ khác khác cái gu của bạn, họ không giống trong với những cái gì mà bạn tưởng tượng. Wow, các bạn có new love này, có một cái tình yêu mới. Đây là cái tình yêu mới sẽ được đem đến với cuộc sống các bạn, bởi vì các bạn đã có sự bình yên bên trong bản thân, bởi vì các bạn sẵn sàng. Với một số trường hợp nhé, với một số trường hợp thì đây giống như kiểu như là bình mới rượu cũ ấy. Với một số trường hợp nho nhỏ đây mình thấy thôi, đó có thể cái người này chính là cái người người cũ đã từng có quan hệ với các bạn, họ quay trở lại một lần nữa trong cuộc sống các bạn khi mà cả hai bạn giống như là đã có một cái sự phát triển rồi. Có thể họ sẽ có sự liên lạc trở lại và mong muốn bạn cho họ một cơ hội. Tại mình rút ra ba lá bài này: Separation này, Give your relationship a chance, và Reconciliation. Với một số trường hợp là như vậy, nhưng với một số trường hợp thì đây có thể là một cái người mới toanh 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 nhá. Nếu như đây là người cũ thì mình thấy là họ sẽ đầu tiên họ sẽ thăm dò hỏi thăm bạn thông qua những cái người xung quanh. Thời điểm hiện tại thì mình thấy là bạn rất là độc lập. Và cái quan trọng ấy, đấy là hãy lắng nghe trái tim của các bạn. Có thể thế này, khi mà họ quay về thì họ sẽ gợi lên cho bạn những cái nỗi sợ. Nhưng mà cái việc đó ấy, là để bạn giải quyết nốt với bản thân. Có Six of Cup. Six of Cup, Eight of Cup. Ok, khả năng khá cao ở đây là một cái người cũ nào đó, nhưng mà cũng có thể đây là một người mới nhá. Six of Cups đây cũng có thể là một soulmate nào đó đến từ kiếp trước của các bạn, và kiếp này các bạn lại tiếp tục hội ngộ lại với nhau. Và đây cũng Six of Cups cũng là biểu tượng của người yêu cũ này. Rồi có Bali này, một cái sự giống như là reunion này, giống như là kiểu như là hội ngộ với nhau ấy, bắt đầu với nhau ạ. Nhưng mình thấy là tùy vào trường hợp của mỗi người nha, nhưng mình cảm nhận được rằng là nó sẽ đem lại cho bạn cái sự khá là vui vẻ, khá là hạnh phúc, trọn vẹn ở đây. Và mình thấy là cái lần này mình thấy là bạn là cái người làm chủ về mối quan hệ, hoặc là giống như là được rất là được trân trọng, rất là được bảo vệ kiểu như vậy ạ. Ok, đó là số 2 nhé, chúng ta đến với số 3 này. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 3, đây là trải bài chung. Chính vì vậy đó nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là điều bất ngờ nào sẽ đến trong tháng 7, thì mình thấy rằng là có thể thời điểm hiện tại hoặc là khoảng đến đầu tháng 7 ấy, sẽ là cái khoảng mình thấy là cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy khá là lạc lối, cảm thấy khá là chơi vơi, rất là nhiều thứ nó không rõ ràng trong cuộc sống của các bạn. Có những thứ mà các bạn muốn tìm cho mình những cái câu trả lời nhưng mà các bạn lại lại không tìm được, dù là các bạn đã thử mọi cách.
thì mình thấy rằng là nó cái sự chững lại này, cái sự không tiến lên phía trước này, đang dậm chân tại chỗ này ấy, nó là một cái điều rất là cần thiết để mà các bạn nhìn nhận lại được cái quá trình vừa qua trong cuộc sống của các bạn. Cái điều gì nó đã khiến cho bạn hoang mang lạc lối, rằng là cái điều gì là khiến cho bạn cảm thấy thực sự bình yên, thực sự vui vẻ, trái tim của bạn nó đang thầm thì điều gì, nó đang muốn điều gì. Và thật ra thì mình thấy là bạn cũng là cái người mà trải qua khá là nhiều thứ trong cuộc sống rồi, và mình thấy là bạn cũng ý thức được cái việc là đây, những cái thứ mà khó khăn hay là những cái thứ mà nó chững lại đây á, nó là một phần của cuộc sống, giống như là đây là cái cây của cuộc sống ấy. Nó giống như là cuộc sống của các bạn sẽ trải qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc hay là những cái vấn đề, và nó để giúp cho bạn phát triển hơn, trở thành một cái cây gọi là trưởng thành với nhiều tán lá hơn, phát triển hơn. Thì có thể vừa qua là cái thời điểm mà các bạn trải qua một cái sự kiện nào đó, một cái cú gì đó, có thể là trong công việc, có thể là trong tình cảm, và nó khiến cho bạn phải chững lại, phải dừng lại để xem xét, phải chờ thời cơ, bởi vì đây chưa phải là cái thời điểm để mà các bạn hành động hay là làm gì cả. Có thể là đây là một cái tình trạng của cái sự bế tắc tạm thời, nhưng mà giống như cái kén, giống như cái con sâu đây này, nó tạm thời giống trở thành cái kén để một ngày nào đó ấy, nó có thể giống như là bung lụa ra và trở thành bướm. Và mình thấy rằng là trong cái tháng 7 này sẽ có sự sáng tỏ được đưa đến, tức là bạn sẽ không lạc lối mãi ở trong cái sương mù này đâu, bởi vì các bạn có cái Air One này và có Judgment này, sẽ có sự sáng tỏ, sẽ có sự hồi sinh, sẽ có sự tiến lên phía trước. Và mình thấy rằng là tháng này các bạn cũng sẽ tập trung rất là nhiều vào công việc, và có thể là do ảnh hưởng của sao thủy nghịch hành chẳng hạn, mình thấy là sẽ có những cái vấn đề cũ trong quá khứ nổi lên về mặt cảm xúc của các bạn ấy. Đó có thể sẽ khiến cho bạn cảm thấy hơi mệt mỏi một chút, hơi khó chịu một chút. Nhưng mà yên tâm đi, bạn sau đó sẽ lấy lại được cho mình cái sự cân bằng. Và mình thấy rằng là cái thời điểm, những cái thứ vừa qua nó khiến bạn lạc lối, nó giúp bạn trưởng thành. Cái năng lượng của các bạn đã phát triển lên cao hơn, không phải một bậc đâu mà hẳn hai bậc luôn. Và mình thấy rằng là thời điểm hiện tại các bạn ý thức được bản thân của các bạn, vẻ đẹp của các bạn. Và các bạn, mình thấy là các bạn muốn cho đi nhiều hơn, muốn chia sẻ cho mọi người nhiều hơn, và các bạn biết cách tận hưởng cuộc sống. Mình thấy là bạn sẽ có một cái chiến thắng cho mình, sẽ có được một cái câu trả lời gọi là rõ ràng nhất cho bản thân của các bạn. Chính vì vậy mà đừng dừng lại, hãy lắng nghe trực giác của bản thân, hãy lắng nghe cái trái tim của bạn nó đang thì thầm cái điều gì. Mình thấy là có thể thời điểm bạn sẽ cảm thấy khá là bối rối, không biết phải làm như thế nào cả, thì cái thời điểm đó thật ra bạn không cần phải tìm kiếm câu trả lời đâu, câu trả lời sẽ đến với bạn, nhưng mà là cái thời điểm tiếp theo. Mình thấy trong tháng này cũng có thể bạn sẽ có một cái chuyến đi đâu đó, hay là nó có thể là một cái chuyến đi vật lý, tức là các bạn đi thật, hoặc là đây nó là cái bước đệm để chuẩn bị các bạn hồi sinh, bước vào một cuộc hành trình mới vững chắc hơn. Mà ở nơi đó mình thấy rằng là các bạn kết nối với được nhiều người hơn. Ok, mình sẽ đọc nghĩa cái lá bài này cho các bạn nhé. Mình thấy rằng là có thể là các bạn đã đi một chặng đường dài rồi, các bạn vẫn chưa thấy được cái đích đến của bản thân, thì lá bài này chính là cái câu trả lời. Đâu nhỉ, đâu nhỉ? Đây rồi, đây rồi. Mình thấy rằng là tất cả cái công sức nỗ lực của các bạn nó sẽ được đền đáp, và sắp tới nó sẽ được đền đáp. Bạn sẽ có được cái victory, sẽ có được cái chiến thắng cho bản thân của các bạn. Và nói chung là bất kỳ cái điều gì mà nó chưa được hoàn thành, nó chưa được rõ ràng ấy, nó sẽ được rõ ràng trong thời điểm tiếp theo. Các bạn còn lá sáu gậy đây. Các bạn sẽ có chiến thắng cho bản thân của mình. Và hãy giải phóng những sự oán giận, những nỗi sợ hãi hay buồn bã mà bạn đã thu nhặt trên hành trình. Bạn sẽ đạt được cái câu trả lời, sẽ có được câu trả lời, sẽ có được cái kết quả mà mình mong muốn. Mình sẽ rút outcome của cái tụ này nhá, mình cảm thấy cần phải rút, tại vì nó cứ giống giống y hệt như tụ bài ấy. Đấy là mình cảm nhận được có một cái lớp sương mù ở đây.
mình chỉ có thể cảm nhận được, mình chỉ có thể nói rằng là thế thời điểm hiện tại bạn đang gặp khó khăn, mọi thứ sẽ tốt lên, bạn sẽ có được sự khởi đầu mới, sẽ có được sự tái sinh với một cái tầm nhìn mới cao hơn rất là nhiều. Mình sẽ rút outcome tụi này. Life of Heart, nó sẽ là một cái sự hoàn thành, một sự viên mãn, một sự cân bằng và các bạn luôn được bảo vệ. Beauty Queen, và mình thấy rằng làm thời điểm tiếp theo các bạn cực kỳ ý thức về cái vẻ đẹp của bản thân. Và không những thế mà bạn cũng thu hút được rất là nhiều người muốn đến tiếp cận các bạn, muốn kết nối với các bạn. Ok. Các bạn có mình thấy là có thể cái thời điểm vừa qua là cái thời điểm mà các bạn giúp các bạn để cân bằng cái nghiệp quả của các bạn, những cái mà liên quan đến những cái path line, những cái kiếp sống trước, và để cho các bạn trở nên phát triển hơn về cái mặt tâm hồn, về cái mặt linh hồn, nhận thức của các bạn. Ok, đó là số 3 nhé. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.